Phần mềm của bạn khiến bạn mất quá nhiều chi phí. Nếu bạn không sử dụng phần mềm Altair thì bạn đang tiêu tốn rất nhiều tiền. Bạn tốn quá nhiều công sức để quản lý license và tiêu tốn quá nhiều thời gian cho việc mua sắm. Đây là thời điểm cho một sự đổi mới. Đến với Altair Unis. Một cách tiếp cận đơn giản và linh hoạt để sử dụng hơn 150 phần mềm khác nhau, tiết kiệm 30-50% so với hệ thống license truyền thống. Hãy cùng xem xét kỹ hơn. Đầu tiên, Altair Unis đưa đến một giá trị chưa từng có. Khách hàng chuyển đổi sang dùng phần mềm Altair đã tiết kiệm 30-50% so với nhà cung cấp trước đây của họ. Đó là tin vui cho đội ngũ tài chính. Thứ hai, nó cung cấp sự linh hoạt. Altair Unis dễ dàng sử dụng hơn đối với bộ phận IT để quản lý bởi vì Single License có thể được sử dụng bởi tất cả người dùng trong mọi công việc khác nhau, trong mọi nền tảng khác nhau. Đó là lợi thế cho đội IT. Thứ ba, Altair nghĩa là tự do. Với Altair Unis, bạn không cần mua sắm bổ sung để nâng cấp, trải nghiệm hoặc mở rộng phần mềm bạn sử dụng. Không có gì có thể ngăn cản bạn. Làm thế nào mà điều này có thể thực hiện được? Trong hầu hết những mô hình license truyền thống, bạn cần một license cho mỗi nhân viên và phần mềm. Ngay cả khi bạn chỉ sử dụng phần mềm 1 giờ trong một ngày, thời gian còn lại thì nó không được sử dụng. Với Altair Unis, bạn không cần license cho mỗi người dùng. Thay vào đó, tất cả mọi người trong công ty truy cập vào cùng một kho Unis và chỉ bị tính Unis khi mà họ đang sử dụng phần mềm. Khi họ hoàn thành công việc, Unis sẽ trở lại kho cho tất cả mọi người sử dụng. Điều đó có nghĩa là bạn không cần mua đủ Unis cho 100% nhân viên của bạn để sử dụng trong ngày. Bạn chỉ cần mua những gì team của bạn cần. Thay vì mua hệ thống cấp phép đắt tiền và lỗi thời, tận hưởng sự linh hoạt, tự do và giá trị với Altair Unis. Altair, only for work.